Đúng 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư tuần này, cát tinh nhập mệnh, năm con giáp gánh lộc về nhà, đầu tháng tiền vàng chất đống đổi đời thành đại gia. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Xin kính chúc quý vị một ngày mới tốt lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, nhiều người cho rằng cuộc sống này là không ai biết trước được cái chuyện gì sẽ xảy ra. Bởi chúng ta thì mỗi người sinh ra đều mang trong mình một cái số mệnh khác nhau. Không phải lúc này mà các bạn giàu sang phú quý thì cái điều đó sẽ kéo dài mãi mãi. Ngược lại, có những người đau lòng phải đối mặt với những khó khăn, những vất vả, nhưng mà lại bất ngờ đổi vận giàu sang, cuộc sống bước sang một trang mới. Và trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư, có nhiều con giáp được thần tài chú ý và được quý nhân chiếu cố. Theo các chuyên gia tử vi hàng đầu phương Đông tiết lộ, trong khi mọi người đang phải gồng mình để vật lộn với những cái gian nan, với những cái thách thức, sợ những cái điều xui xẻo nó ập tới, thì đúng 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư tuần này, sẽ có 5 con giáp đón cái vận trình tài lộc một cách bất ngờ, động tay vào việc gì thì cũng sẽ kiếm ra tiền, hanh thông trên mọi cái lĩnh vực. Tiền bạc thì chật két, đổi vận giàu sang. Vậy thì quý vị hãy xem đó là những con giáp nào, và diễn biến cái vận trình của những con giáp may mắn trong 3 ngày tới sẽ ra sao. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư, tức là từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 âm lịch ý, thì con giáp may mắn đầu tiên không ai khác đó chính là những người tuổi Mão. Những người tuổi Mão trong cái thời gian này cũng thoát khỏi cục diện là gì, Thìn Mão lục hại, và đã bắt đầu bước sang một cái tháng mới với quý nhân tương trợ giúp đỡ che chở. Những người tuổi Mão có thể tự tin triển khai những kế hoạch công việc, bởi kết quả đạt được sẽ rất là hứa hẹn. Nhân duyên trong tháng cũng khá là vượng. Nói chung ý, quý vị nên tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp trong cái công việc thì cũng sẽ sớm hoàn thành cái mục tiêu cá nhân. Mọi người cùng chung sức thì sẽ tốt hơn là tự mình mày mò, đúng không ạ? Bên cạnh đó, tình hình tài chính của những người tuổi Mão thì nói chung ý, cũng có khá nhiều cái niềm vui. Những cái khoản thưởng, hoa hồng hay là những lợi nhuận liên tục báo về khiến cho các bạn không khỏi vui mừng. Quý vị hãy cứ tiếp tục duy trì cái tình hình kinh doanh tốt như hiện tại. Tương lai các bạn cũng sẽ đạt được những cái thành tựu rực rỡ nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó, không những may mắn về vận trình tiền bạc mà vận trình tình cảm, thì cái tâm trạng tốt cũng sẽ giúp cho những người độc thân sẵn sàng đón nhận được nhiều cái cơ hội và cái tình yêu mới. Vậy nên, quý vị đừng lúc nào cũng tự đóng kín cánh cửa trái tim mình. Các cặp đôi hay là những người đã kết hôn ấy, thì cũng đang trong cái giai đoạn ngọt ngào. Tình yêu thì luôn gì đong đầy giữa hai người. Vì vậy, để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong 3 ngày tới. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư, từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 âm lịch, không ai khác đó chính là những người tuổi Tỵ, những chú rắn. Thưa quý vị, trong 3 ngày tới thì tài tinh nó cũng sẽ xuất hiện. Vậy nên, những người tuổi Tỵ có những cái tín hiệu đáng mừng cho thấy các bạn có thể đón nhận nhiều cái vận may và tài lộc. Đứng trước cái cơ hội đầu tư lớn thì càng là những người mà theo cái nghiệp kinh doanh buôn bán thì càng dễ có lợi trong ngày hôm nay. Lợi nhuận thì nó đổ về ào ào, khách hàng cũ mới thì cứ nườm nượp mà kéo đến. Thế nhưng, những người tuổi Tỵ không nên chỉ nhìn, quan tâm đến cái thái độ vào vật chất mà bỏ qua đến cái gì? Cái chất lượng sản phẩm. Càng có lợi thế thì các bạn lại càng phải chăm chút vào cái sản phẩm của mình để duy trì cái may mắn hiện tại. Quý vị hãy nhìn bao quát hơn và nhìn xa hơn về những cái lợi thế để gì? Đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn trong công việc. Bên cạnh đó, về mặt tình cảm thì nói chung ấy, cái phương diện tình cảm của những người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay thì cũng được cục diện là ngũ hành nó ủng hộ. Vậy nên là gì? Nó giúp cho cái cát khí nó lan tràn, đào hoa thì được khởi sắc rực rỡ. Trong cái thời gian này thì nói chung ấy, với cái tình yêu ngập tràn con tim thì quý vị biết được mình cần phải làm gì, muốn gì và sẵn sàng bày tỏ cái tình cảm với người mình thầm thương trộm nhớ. Những cặp đôi thì cũng sẽ có những cái giây phút ngọt ngào bên những người mình thương yêu nhất. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân
Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh ngộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tị. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư, từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 âm lịch, thì đó chính là những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, trong 3 ngày tới thì những người tuổi Ngọ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vậy nên nó cũng sẽ khiến cho công việc của những người tuổi Ngọ diễn ra suôn sẻ hơn, thuận lợi hơn. Dù là người làm công ăn lương hay là những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật buôn bán kinh doanh cũng sẽ đạt được những cái thành tựu như ý muốn. Vận may nó đang phất lên nên là quý vị làm gì cũng sẽ được thuận buồm xuôi gió. Thêm nữa, cái vận trình tài lộc cũng sẽ vô cùng là hanh thông thuận lợi với những người tuổi Ngọ trong thời gian này. Bản mệnh đang có lộc ăn nên làm ra, đặc biệt là những người kinh doanh buôn bán sẽ thu được những khoản doanh thu vượt trội ngoài cả sự mong đợi. Những người tuổi Ngọ cũng cần ghi nhớ rằng tiền bạc có thể dư giả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu một cách thoải mái theo ý thích của mình, mà hãy gì tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu và có một cái kế hoạch chi tiêu hợp lý. Bên cạnh đó, cái vận trình tình cảm của những người tuổi Ngọ trong thời gian này thì cũng gì có những cái khó khăn nhất định. Cái ngũ hành nó không ủng hộ, vậy nên là gì, đôi khi khó tìm được những cái nửa yêu thương dù mình đã mở lòng ra. Cái mối quan hệ tình cảm của đôi lứa thì nó cũng khó duy trì lâu bền vì là không tìm được tiếng nói chung giữa hai người. Thêm nữa, những người tuổi Ngọ lại hay nóng tính, đâm ra là gì, rất khó có thể là gì giữ được cái hạnh phúc trọn vẹn. Vì vậy, để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi Ngọ cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ, đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư thì đó chính là những người tuổi Thân nhé. Thưa quý vị, nói chung những người tuổi Thân may mắn được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên là cái sự nghiệp của quý vị có những cái bước tiến khá là triển vọng. Với những người đang chuẩn bị bước vào cái cuộc thi cử hay là tuyển chọn hay là gì xin việc ấy, thì có được các thần ở bên cạnh, các bạn sẽ vững tin hoàn toàn và hoàn thành tất cả một cách là gì tốt nhất. Dù vậy thì quý vị cũng đừng chủ quan, hãy cẩn thận để có thể là gì đạt được kết quả tốt hơn. Nói chung ấy, trong cái thời gian này, trong 3 ngày tới đây thì các bạn còn đón nhận những tin vui về mặt tài lộc nữa. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh đình trệ, cuối cùng thì những cái khoản lợi nhuận nó cũng đổ về túi của những người tuổi Thân. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là cái nền tảng giúp cho các bạn đạt được những cái thành quả như hiện tại. Bên cạnh đó, lại được cục diện ngũ hành nó tương sinh, vậy nên nó giúp cho cái vận trình tình cảm của những người tuổi Thân cũng có những cái bước tiến triển vô cùng là tốt đẹp. Vợ chồng đã hóa giải được những mâu thuẫn, những bất đồng trước đó và quay trở về cái khoảng thời gian yêu đương mặn nồng. Những người đang yêu thì lại có một đôi chút cái vân vân khi mà có những cái bước tiến triển trong cái mối quan hệ. Quý vị hãy cùng nhau chia sẻ với bạn đời để thứ nhất là có được cái sự thấu hiểu nhiều hơn. Đó. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư, từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 âm lịch. Đó chính là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi Sửu trong 3 ngày tới được thì quý nhân che chở độ mệnh. Công việc của các bạn cũng diễn ra vô cùng là suôn sẻ hanh thông trong cái thời gian này. Với cái sự chăm chỉ sẵn có thì những người tuổi Sửu luôn chủ động với cái nhiệm vụ của mình, làm việc theo đúng kế hoạch nên là gì sẽ nhận được cái đánh giá cao của cấp trên. Không những vậy, những người tuổi Sửu còn có khá cái cơ hội để kiếm tiền trong ngày hôm nay. Thế nên quý vị đừng vội mà hãy cứ từ từ lựa chọn cái hướng đi phù hợp nhất đến với mình. Cái vận may nó đang đứng về phía các bạn và hứa hẹn những người tuổi Sửu sẽ có những cái lựa chọn rất là đúng đắn, tài lộc thu về cho mình thì cũng không ít một chút nào. Bên cạnh đó,
trong ngày hôm nay thì nói chung ấy, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Sửu thì không được ý muốn. Cái cảm xúc của bạn có phần là thất thường, nửa kia cũng khó mà chiều theo các bạn được. Cái sự cứng đầu của cả hai đôi khi nó sẽ phá hủy, hủy hoại cái tình cảm của hai người. Vậy nên quý vị nhớ gì, chiến tranh lạnh chỉ càng khiến cho cái tình hình nó thêm xấu đi mà thôi. Vì vậy, để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc, thì những người tuổi Sửu cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu, đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo, còn một con giáp nữa cũng khá là may mắn trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4, từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 âm lịch, thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Dần. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái 3 ngày tới thì những người tuổi Dần cũng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Những người tuổi Dần sẽ đón nhận không ít những cái tin tức tích cực đến với mình, đúng không ạ? Công việc thì may mắn gặp được quý nhân và được dìu dắt, nên là cứ thế mà tiến triển một cách bất ngờ. Quý nhân có thể là những người mà ở ngay gần các bạn, từng ngày theo dõi và nâng bước các bạn trên con đường tiến đến cái thành công của mình. Quý vị đừng bỏ lỡ những cơ hội quý giá mà ngàn năm có một như ngày hôm nay. Bên cạnh đó, cái vận trình công việc trong 3 ngày tới cũng được dự báo, báo hiệu tình hình tài chính của quý vị ý, nó cũng sẽ khá là ổn định và có nhiều bước đột phá trong thời gian này. Nếu may mắn thì các bạn có thể nhận được một khoản tiền nhỏ bất ngờ, đó có thể là tiền trúng số hoặc là tiền thưởng. Thì đây cũng là một khoảng thời gian lý tưởng nếu như mà các bạn muốn tiến hành cái kế hoạch kinh doanh mới hay là đầu tư vào lĩnh vực sở trường để thu về cái lợi nhuận. Bên cạnh đó, đào hoa của những người tuổi Dần trong thời gian này cũng khá là vượng đấy. Những người tuổi Dần nếu mà đang còn độc thân ấy, thì sắp tới sẽ có cơ hội gặp được nửa kia của mình qua những cái cuộc gặp gỡ bạn bè hoặc là gì một cách tình cờ và cực kỳ là đáng nhớ. Quý vị hãy cứ tích cực mở lòng mình và sống với mọi người thật là chân thành. Các bạn sẽ cảm nhận được cái tình yêu của mọi người xung quanh đối với mình. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần, đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4, từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 âm lịch, tức là từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 8 tháng 5 dương lịch. Và trong 3 ngày tới chúng ta sẽ có 6 tuổi cực kỳ là may mắn tài vận thế hành thông. Đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Mão, 2 tuổi Tỵ, 3 tuổi Ngọ, 4 tuổi Thân, 5 tuổi Sửu và 6 là tuổi Dần. Đó là 6 con giáp được quý nhân tương trợ giúp đỡ may mắn hết phần của thiên hạ trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.